Bộ Y tế vừa công bố lịch trình di chuyển của bệnh nhân 1553, nam nhân viên cảng hàng không quốc tế Vân Đồn tại Hạ Long, Quảng Ninh. Ngày 9 tháng 1, bệnh nhân đi họp lớp tại nhà hàng Talata, sau đó hát karaoke tại quán Hải Âu, uống cà phê tại quán Cà Phê Cam và ăn đêm tại quán Đông Hồ, tất cả đều ở phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long. Từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 19 tháng 1, bệnh nhân tham gia hội nghị điện máy miền Bắc tại khách sạn Mường Thanh Luxury, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Từ 23 giờ đến 24 giờ cùng ngày, người này đi mua đồ ở cửa hàng Circle K, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long. 18 giờ đến 21 giờ ngày 21 tháng 1, bệnh nhân tham gia liên hoan tất niên cảng vụ tại nhà hàng Trung Sún, huyện Vân Đồn. 14 giờ đến 15 giờ ngày 21 tháng 1, bệnh nhân đi họp tại văn phòng đội, tầng 5 khu điều hành cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. 19 giờ 10 cùng ngày, người này mua thuốc tại hiệu thuốc đối diện trung tâm y tế huyện Vân Đồn. Ngày 23 đến 27 tháng 1, bệnh nhân khám và điều trị tại bệnh viện Vinmed thành phố Hạ Long. Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân đi làm bằng xe riêng, người này tiếp xúc 44 người đội an ninh sân bay Vân Đồn, hai nhân viên căng tin sân bay. Bệnh nhân đổ xăng một lần tại cây xăng cột 8 và tiếp xúc một nhân viên nhưng chưa rõ danh tính. Tại gia đình, bệnh nhân tiếp xúc gần 5 người, bố mẹ, em gái, vợ và con trai, tại bệnh viện Vinmed tiếp xúc 37 người. Ngay trong đêm ngày 27 rạng sáng ngày 28 tháng 1, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh đã cho tiến hành họp khẩn để kích hoạt ngay các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh ở mức độ cao nhất khi có thông tin về ca bệnh trên địa bàn. Trên cơ sở đánh giá tất cả các nguy cơ lây nhiễm với tinh thần chủ động phòng chống ở mức độ cao nhất, quyết liệt nhất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tường Văn yêu cầu các địa phương ngay lập tức tập trung tối đa nhân lực trong công tác truy vết và sàng lọc đến F4 và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ngay khi có danh sách. Đồng thời, tuyên truyền để người dân cùng vào cuộc, phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc truy vết. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm nội thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, cố vấn chuyên môn phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh nhận định, việc ghi nhận bệnh nhân trong cộng đồng tại Hải Dương và Quảng Ninh là phức tạp và rất nguy hiểm. Ca bệnh tại Hải Dương khả năng rất lớn là lây qua lây lại với bệnh nhân đã đi Nhật, người này lây người kia. Bởi vì trước khi lên máy bay, bệnh nhân đi Nhật âm tính nhưng sang Nhật thì dương tính. Trường hợp bệnh nhân đã đi Nhật cũng là ca cộng đồng và lây ở đâu thì chưa xác định rõ. Đối với trường hợp này, vì bệnh nhân là công nhân tiếp xúc với rất nhiều người, cho nên mức lây lan rất nhiều. Điều quan trọng hiện nay cần phải làm là không để bệnh lây lan vào bệnh viện. Nếu bệnh lọt vào bệnh viện và lây nhiễm cho nhóm nguy cơ cao, có sẵn, bệnh nền sẽ rất nguy hiểm. Còn ở ngoài cộng đồng, việc cần làm ngay là phải khoanh vùng và tìm tiếp người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Cũng như với Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh trước kia, hiện giờ cần phải tìm ra các trường hợp tiếp theo. Đối với người dân cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác, khi có ca bệnh trong cộng đồng thì phải coi mọi tiếp xúc gần đều là nguy cơ mắc bệnh, do chúng ta không biết người tiếp xúc với mình có đang là người mắc COVID-19 hay không. Học sinh, sinh viên từ cấp mầm non đến đại học trong toàn tỉnh nghỉ học từ hôm nay đến hết tuần, hạn chế tối đa các hoạt động tụ tập đông người. Các địa phương dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung cho công tác phòng chống dịch. Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các sở, ngành, địa phương thiết lập ngay các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên các tuyến giao thông ra vào tỉnh. Đặc biệt là các tuyến giao thông kết nối với các địa phương của tỉnh Hải Dương, bổ sung ngay vật tư y tế dự phòng cho công tác phòng dịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đặc biệt nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh còn có thể diễn biến phức tạp, vì vậy tất cả các biện pháp phòng chống phải được thực hiện một cách quyết liệt nhất, chủ động nhất. Đặc biệt, chính quyền các địa phương phải chủ động chuẩn bị ngay các vật tư y tế, trang thiết bị phòng chống dịch để sẵn sàng ứng phó với trường hợp xấu nhất. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, ngay trong đêm, Sở Y tế đã phối hợp với các địa phương tiến hành truy vết, xác định các trường hợp tiếp xúc gần. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh CDC đã lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm đối với các trường hợp F1. Gần Tết Nguyên đán, tình trạng xuất nhập cảnh trái phép có dấu hiệu gia tăng trên tuyến biên giới Cao Bằng. Các lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp siết chặt kiểm soát biên giới, cửa khẩu, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo an ninh trật tự.